Ếch cái nhỏ thì chắc làm khô thôi chứ đâu làm cái gì. Cái này bự rồi nè, mấy con này bự rồi nè. Mấy năm nay vẫn làm ra, bà chủ quả làm ăn khá, quả làm liên tiếp. Cái này mình đem đi giao hàng hay sao chị? À, đi xa dữ nha. Cái này là ếch đồng thôi nha bà con. Ếch này là ếch đồng chứ không phải ếch nuôi nha. Bà con người ta đi đặt lọc, đặt lợp, mình mua mấy người đặt lợp á. Lợp người ta xịt. Đó, xịt nữa. Người ta đem lại cho mình đây luôn ha, mình đó, đi. Sáng mình đi chợ cân. Còn bán hàng thì nó đi cân về, nó đưa đem đây nó giao. Có mối mang hết rồi hả? Cái này lợp bán à, lợp làm khô đây. Ếch người ta làm hả? Ốc gì? Cái này là làm ếch, này là để làm ếch dùng thịt nè bà con. Đi dọc đường thấy người ta bán, người ta chiều chiều với người ta nướng ấy, gấp hai con thì dùng dưới thịt heo ha. Đó, mình giấu ếch thôi, còn cái chuyện người ta dùng thì người ta dùng. Để ếch làm xong rồi nè, ếch đồng không, ông vô ông ngồi để tôi quay chung luôn, ông ngồi coi rồi ngồi đấy nè. Không hả? Ở đây nè, có đám chuột đồng nè bà con. Thế nào bán ếch thì có chuột đồng ở đây nữa chà. Bán chuột đồng luôn hả? Có lươn thế nè. Đâu đứng nhìn nhìn coi, nhìn lươn coi. Thế, làm cảnh coi, tôi quay coi. Tôi quay tôi cho lên TV vô. Cái này lươn là lươn nhỏ nhỏ. Lương này nuôi được. Mình nói cũng lương phải không? Cái này là đồ ở đây là đồ ấy dưới đồng mà. Chứ không có đồ nuôi nha. Tới bà ngoại lần nè. Đâu, bắt lương lên. Biết bắt lương không? Ủa con trai ha, gái mà xỏ khoen chạy. Gái hả? Con trai hả? Trời ơi, chơi kiểu dữ nha ông. Ông này ông chơi kiểu dữ nha, chơi xỏ khoen nha. Bữa nay đi vô cái làng quay chút vòng vòng coi quay cảnh dân chúng đã ở đây người ta sống, người ta làm gì thì đi ngang đây, chỗ này là chỗ giữa ếch à, bà chủ của nội trong kia rồi. Cái đó cái gì, rắn hả? Đó rắn hả chị? Đây rắn, bà mua đủ thứ hết, bà mua đủ thứ hết, đồ đồng rồi bỏ thầu hết rồi nè bà.
Bánh nước. Mì bánh nước. Trong này thói thui à. Này rắn gì á? Rắn chung hả? Bà chủ này có mua đồ đồng không? Đủ thứ hết rồi. Chuột đồng, rắn, ếch. Cái gì nữa? Lương. Mấy chị em đang làm ếch nè. Rồi cảm ơn tất cả nha. Con chó đổi 1 ký ếch đi, đổi không? Chịu không? Có ếch không? Lấy 1 ký ếch để đổi con chó đi. Không chịu hả? Trời ơi, con lai hay sao mà tóc vàng khe vậy? Con nhuộm hả? Còn cái này nè, chơi sỏ rồi phen lỗ tai luôn, dữ dằn luôn. Gì vậy? Biết không? Không biết hả? Hả? Ngoài kinh có làm một tấm. Ngoài kinh hả? Đường nào đi? Đường theo chùa. Ừ, chạy thẳng xuống dưới hả? Dạ. Ta đang làm gì ở dưới? Ta hái đọt mì này ra hả? Cái lá. Ừ. Để vô bao vậy? Đem đi đâu không biết hả? Đem lên đâu nó có. Cái này là cái đọt mấy cây mì à, cái đọt mấy cây mì người ta lấy cái đọt nó rồi em đem vô đây người ta ta mướn bà con lặt mấy cái lá nó ra, mà không biết lặt lá để làm gì, con cũng không biết người ta làm gì đâu hả? Chỉ lặt cái lá thôi chứ không lấy cái cọng. Ký được nhiêu người ta trả tiền ký được 1,200 hả? Lá tươi vậy luôn ha. Hiếp mì nãy nè à, nó bị chị nó phạt rồi đó. Lu lại làm quen với mì nè. Con Lu này cũng dễ thương lắm nè à, nó chỗ mì rồi đó. 12 cửa ngục mà được cua không gì cả. Anh ở đâu mà anh đi? Tôi đi vòng vòng mà tôi ở ngoài Tây Tôn á. Tức mà nghĩ đi vòng vòng quay cảnh làng quê cho anh ta coi. Anh làm gì? Đâu có làm gì đâu bây giờ. Giờ ngu rồi. Có mẹ em ở chợ nè. Tên gì? Mỹ. Thằng Mỹ hả? Hả? Thằng Mỹ con ông ấy hả? Con ông... Ông Mỹ này đó. Ông Mỹ này là nó dân ở Tây Tôn. Và có vợ ở trong Ba Chúc nè. Hiền nó bán tập quá ngay chợ. Hiền tập quá nào? Có tập quá cái quán tập quá ở trong chợ. Kết thì mai. Nhưng mà ngay dãy phố. Ừ, thì phố. Hai bên phố mới là bên mà. Năm nay không có nước là móc bọt rồi. Nước đâu không có cái nào đâu. Không có cá ăn cua chứ. Tôi thấy tôi chạy đây thấy người ta lặt mấy cái lá cây lá mì. Lá mì người ta làm gì lá đó? Mì lặn cho lái nó bán cho Trung Quốc á. Trời. Trung Quốc mua đó. Sao Trung Quốc cũng ăn đủ thứ chuyện hết thì trời. Rồi Trung Quốc mua ấy luôn, nó mua cái lá trúc mình đó. Lá cây trúc á. Cây trúc nó mua 45,000 ký, tôi cũng cây nhỏ xíu gì mà 5-6 ký không. Trời ơi. Ủa tiền hết sức trơn. Ở nhà tôi có 2-3 cây kìa. Trời ơi, 45,000 ký. Dữ vậy hả? Ừ. Kìa thuốc mấy cây này nè. 2 cây này là 10 mấy ký, cây kia là 5 ký, cây từ 5-10 ký không đó. Cây nó lớn á, cây đó. Cây tôi cũng lá xung xê tùm lum lá. Ừ đó cơ. Tại không biết chứ, anh biết là anh canh đúng tháng này rồi anh canh me lại anh thuốc cơ nữa à. Mình không thuốc cho anh ăn vào tay thuốc. Thuốc rồi nó đi ra lá đẹp lắm, ra lá mứt rượt, mình ăn là cũng dễ.
Sao ông Trung Quốc không ăn ba nó đồ độc địa không vậy trời? Ăn việc mà thấy dữ lắm. Mà nhờ nó ăn mình mua bán được. Ông thí dụ như mít bây giờ vậy nè, anh thấy không, nó cái kích bây giờ nó đang mít mắt tới tối thằng ăn. Cái là mình hạ dừa ra bông bỏ qua làm vườn qua mít. Mít xong cái là cái dần hôi rộn cái nó nghỉ. Nó nghỉ rồi. Nghỉ ăn chừng 5 một là mình bán mình bỏ nữa rồi. Chơi cái đó luôn á. Đúng tiếp. Đúng tiếp rồi đầu trồng cây khác. Mình cứ chạy theo nó mình chết luôn. Chết á. Tí tô ăn cũng ngon, cũng tốt. Toàn là dĩ thuốc, không mấy cái rau này nè. Bà chị bên đây lấy gạch nè. Cứ chạy vòng vòng quay cái cảnh bà con ta làm đệm. Đệm đây đó, ngồi đứng đó. Đệm giờ đứng không ăn, nó đương tối một ngày mà có là mấy chục ngàn bạc. Muốn chết rồi. Hỏi bà chị nói bà làm 5 tấc rưỡi dài 2 mét mà được có 30 ngàn à. Rồi tiền bạn hết 15 ngàn. Còn có 15 ngàn ăn cái giống vịt nè. Đường chứ điểm đường hết mà hai nào bạn đường được chứ điểm thì bán được 70 ngàn ấy sao mấy 70 ngàn. Thì bạn hết 30 còn lại được 40. Hết phần nữa rồi. Thì nó còn nữa đó. Dạ lấy cái giò lại. Nhiều bao nhà trồng luôn rồi. Đang đệm ăn không nổi rồi, rồi đi đặt cửa ngục cũng không đủ sống, năm nay không có nước. Bây giờ trồng rau luôn. Cây đó cây mỡ ôm mấy vậy ta? Mỡ ôm hả? Mỡ ôm tốt quá vậy. Mỡ ôm. Cây này cây rau mỡ ôm nè. Còn cây này là giúp cá. Mắc à? Cua vậy nó rẻ chứ còn bây giờ chứ anh về bữa đó anh coi cua 50 ngàn ký không? Dạ yeah. Cua á? Nhớ cây. Rồi đưa cho nó cây đi. Đưa cây thì nó bây giờ lạ lắm, bây giờ mấy cái đồ mà hồi xưa mà dân nghèo ăn á, bây giờ nó mắc. Mắc. Phải có tiền á. Cá kèo hồi xưa cũng dân nghèo luôn. Bây giờ ăn cá kèo cũng mắc vậy. Trăm mấy bằng gần bằng thịt heo rồi. Cái này mình ấy ăn chứ là sao? Ăn cái này test cho mình ăn. Đừng có ướt mình nổi lắm. Ướt mình nổi giờ đang bước. Hai bà bán gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Thầy bà đem gỏi cuốn đổi với bánh cam. Bánh cam bà ăn nè. Này còn có bánh tiêu nữa nè. Bánh tiêu, bánh còng. Bánh cam. Còn cái này tôi kêu bánh gì đó. Bánh cam nhân mặn. Bánh cam nhân mặn cái này. Còn này bánh cam nhào đường cát. Còn cái này thì nhúng đường thúc lớp. Đó ai chịu ăn thương. Quay cho người ta coi coi ở Ba Chúc có cái gì. Ở đây là ta đang thu hoạch vườn. Rồi đây vô vào bao nhiêu thứ. Cái này mình giao hàng đi tới đâu rồi con? Nam Giang hả? Cái này qua bên cạnh kia. Có nước láng giềng ăn cũng đỡ. Ở trong kia thấy người ta hái mấy cái lá mì. Mấy cái lá mì tụi nó làm cái gì á? Lá mì ăn luôn hả? Hàng này là hàng đi Campuchia rồi bà con. Cái này là củ rừng. Ở dưới hiện thấy đã trồng nhiều. Rồi, cảm ơn nha.